Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 132. Nói xong, Ngô Bình bay vút lên cao rồi nhìn xuống dưới, nói, ở khu vực này có cả trăm triệu người, ngươi hãy cho họ vào thế giới của ngươi trước. Thần núi gật đầu, một tia thần quang bay ra rồi lơ lửng trên không. Ngô Bình động thần niệm một cái, trong đầu mọi người đều vang lên giọng nói của anh, ta là Đại Đế Thiên Võ. Đất nước không còn nữa nên ta sẽ đưa mọi người đến một nơi an toàn, vì thế đừng hoảng loạn. Anh vừa nói xong thì thần núi đã phóng rất nhiều tia thần quang ra, mọi người dân ở dưới mặt đất đều bay lên rồi tiến vào trong thần núi. Ngô Bình cũng đi vào đó theo, trong thần núi có một thế giới rất rộng, anh đáp xuống một đại lục na ná đại lục hồng hoang, thậm chí đến môi trường cũng giống y hệt. Mọi người dân được đưa đến đây một cách an toàn. Trước khi họ đáp xuống đất thì bên dưới đã có nhiều ngôi nhà cao lớn xuất hiện, các thành trì nổi lên, thôn xóm cũng được hình thành. Người dân vào ở trong nhà mới với đầy đủ thiết bị gia đình. Bên ngoài thành trì đã xuất hiện ruộng đất để họ cày cấy. Ngô Bình thấy mọi người dân đều rất hài lòng nên cười nói, được lắm, đúng là cường giả sống qua nhiều kỷ nguyên có khác. Thần núi, ta cũng đón những người khác tới đây nhé. Dứt lời. Thần núi đã chuyển thêm nhiều người vào đây, hầu hết mọi người ở bên ngoài đều đã được đón vào đây. Khi người dân ổn định chỗ ở xong, thần núi chợt phóng ra một luồng khí tức kỳ diệu, nó như dung hợp với một sức mạnh nào đó. Một tiếng sau, thần núi đã được bao trùm bởi thần quang, khi thần quang biến mất, một cô gái xinh đẹp mặc váy tím xuất hiện. Cô ấy đi đến trước mặt Ngô Bình rồi cười nói, chủ nhân. Ngô Bình vẫn còn ngỡ ngàng, sao ngươi lại biến thành nữ? Thần núi, đây không phải ý của tôi, mà là tâm ý của người dân. Ngô Bình, được rồi, tùy ngươi. Thần núi, xin chủ nhân đặt tên cho tôi, sau này tôi cũng có thể xuất hiện trên đời rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, lấy tên là Lý Thần Sơn đi. Thần núi cười nói, cảm ơn chủ nhân, sau này tôi sẽ tên là Lý Thần Sơn. Lúc này, Ngô Bình không còn phải lo về người dân nữa, vì thế anh thấy nhẹ người hẳn, Lý Thần Sơn, sau này cô hãy trông nhà cẩn thận cho tôi. Lý Thần Sơn, tuân lệnh. Ngô Bình về nhà rồi tiếp tục tu luyện, hiện giờ anh đã tiến vào cảnh giới Thánh Vương, anh là người đầu tiên từ xưa đến nay có thể làm được điều này nên có nền móng rất vững chắc. Cảnh giới Thiên Thánh được gọi là Thánh Sư, cảnh giới Thành Thánh là Thánh Tôn, thật ra bây giờ... Thực lực của Ngô Bình đã trên Thánh Vương rồi. Nhưng dẫu sao cảnh giới này cũng có điểm kỳ diệu nên anh quyết định sẽ tu luyện đến cuối. Thánh Vương có ba cảnh giới là Thánh Minh, Thánh Vệ và Giáo Hóa. Cảnh giới Thánh Minh giúp tu sĩ đạt đến trình độ cao thâm trong lý giải về trật tự vũ trụ và vạn vật trên đời. Thế giới này không còn nhiều thứ có thể khiến Thánh Vương nghi hoặc nữa. Ngô Bình đã sở hữu riêng một vũ trụ rồi nên cảnh giới này không có gì là khó với anh cả, gần như loáng cái anh đã tu luyện xong, giờ chỉ cần củng cố tu vi nữa thôi. Sau đó, anh tiếp tục đột phá Thánh Vệ. Thánh Vệ tương tự như cảnh giới Thánh Minh, giờ thực lực của anh đã đủ mạnh để bồi dưỡng ra Thánh Vệ mạnh mẽ hơn. Thánh Vệ được chia thành 3 cấp là nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng. Tổng đó thực lực của Thánh Vệ nhất đẳng tương đương với cường giả cấp Đại Thánh. Thánh Vệ nhị đẳng thì ở tầm giữa Đại Thánh và Thánh Nhân, còn tam đẳng thì có thực lực ngang với Thánh Nhân. Thật ra bước này rất khó, Thánh Vương từ xưa đến nay chỉ bồi dưỡng ra được 3 đến 5 Thánh Vệ thôi, nhiều lắm thì cũng trên chục người. Dẫu sao Thánh Vệ cũng có tu vi ngang với Thánh Nhân hoặc Đại Thánh, hơn Thánh Binh nhiều. Song, mọi thứ vẫn rất đơn giản với Ngô Bình. Lúc này, anh gọi Đường Băng Vân đến. Cô ấy đã đột phá cảnh giới chân vương, giờ cũng là một đại thánh, kiêm thủ lĩnh cấm quân. Huyền Bình, có chuyện gì vậy? Ngô Bình, Băng Vân, anh chuẩn bị biến một phần cấm quân thành thánh vệ. Đường Băng Vân nhìn anh rồi cười nói, anh đột phá thánh vương rồi à? Ngô Bình gật đầu, anh định bồi dưỡng 3.000 thánh vệ tam đẳng trước. Đường Băng Vân, được, có các thánh vệ này rồi thì chúng ta không sợ bất kỳ kẻ thù nào nữa. Để em đi chọn. Cấm quân hiện có mấy trăm nghìn người, tuy đế quốc Thiên Võ không còn nữa, nhưng tổ chức vẫn còn nên họ vẫn một lòng trung thành với Ngô Bình.
Đường Băng Vân đã chọn ra 3.000 người xuất sắc và tin tưởng nhất rồi dẫn đến cho Ngô Bình. Anh vung tay lên, tất cả họ đã được đưa vào sào huyệt tà ma. Nơi này kết hợp với bản lĩnh thánh tôn của anh có thể biến những cấm quân này thành thánh vệ. Nhưng thời gian chuyển hóa hơi lâu, cần nhẫn nại chờ đợi. Cùng lúc đó, những người từng tu luyện trong sào huyệt của tà ma trước đó cũng được Ngô Bình gọi ra. Thời gian qua, họ đã tiến bộ nhanh chóng và trở thành quân của nhà họ Lý Anh. Lúc này, trời đã sáng. Ngô Bình bay lên cao rồi phóng thần niệm ra thì thấy trên biển có một hòn đảo lớn. Môi trường của đảo này khá lý tưởng, tiếc là có quá nhiều yêu khí và bị một yêu hoàng chiếm đóng. Anh nói với Đường Tử Di, Tử Di, anh thấy hòn đảo kia khá được, chúng ta chuyển nhà đến đó, sau này anh là đảo chủ, còn bọn em là đảo chủ phu nhân. Đường Tử Di cười nói, được, nhưng trên đảo ấy có yêu hoàng, thực lực mạnh lắm. Nghe đâu còn có quan hệ thân thiết với Đại Đế Thiên Đình. Ngô Bình cười khẩy, quan hệ thân thiết ư, thế thì anh càng phải đi gặp. Ngay sau đó, anh đã xuất hiện trên đảo này, hòn đảo rất lớn. Anh vừa đến, đã có một luồng yêu khí ngất trời xông tới, một con yêu long lạnh lùng nói, ai dám xâm phạm lãnh thổ của yêu hoàng ta. Ngô Bình, yêu hoàng như ngươi đáng thương thế, không có đứa thuộc hạ nào à? Yêu hoàng tức giận nói, hỗn láo, ta mới đến đây nên chưa kịp dẫn quân theo. Ngô Bình, ta đến nói cho ngươi biết là ta cho ngươi một ngày để rời đi, không thì ta sẽ làm thịt ngươi. Lớp da rồng của ngươi được phết đấy, có thể làm thành nhiều bộ giáp. Yêu hoàng nổi điên, chán sống rồi hả? Một luồng sát khí ập về phía Ngô Bình. Ngô Bình lật tay một cái, đòn tấn công kia chưa đến gần anh đã tan biến. Yêu hoàng sững sờ nói, ngươi là ai? Lẽ nào là đại đạo tôn? Ngô Bình thờ ơ nói, ngươi có đi hay không? Yêu hoàng cắn răng nói, ngươi quá đáng rồi đấy. Ngô Bình, đảo này cũng đâu phải của ngươi, trước đây có người dân sống ở đây mà giờ không còn một ai, chắc người đã giết hết họ rồi chứ gì? Yêu hoàng hừ nói, một lũ kiến hôi thôi mà. Ta không thèm giết, nhưng hạn cho chúng phải rời khỏi đây trong 3 ngày. Đúng là Ngô Bình không ngửi thấy mùi máu tanh thật, anh ngạc nhiên nói, yêu long như ngươi mà không có máu tàn sát, làm ta ngạc nhiên đấy. Yêu hoàng nói, ta đã nói rồi, ta không thèm giết lũ kiến hôi ấy. Ngô Bình, người rõ thuộc long tộc cơ mà, sao lại biến thành yêu thế này? Yêu hoàng cười mỉa, vì nếu ta vẫn là một con rồng thì sẽ bị anh ruột của ta giết chết. Ngô Bình, ngươi nói vậy là sao? Yêu long, ta không có hứng nói chuyện với ngươi, nếu ngươi muốn chiếm nơi này thì ta cho luôn, nói rồi, nó định bỏ đi. Khoan đã, Ngô Bình nói, ta đổi ý rồi, ngươi không được đi. Yêu long nổi giận, ngươi tưởng ta sợ ngươi à, cùng lắm thì ta liều mạng. Ngô Bình, ngươi không phải liều mạng, mà là tự sát. Đừng nói là ngươi, đến thần tộc đến đây cũng chết dưới tay ta thôi. Yêu long tức tối lườm Ngô Bình rồi hỏi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngô Bình, ta chỉ tò mò về lai lịch của ngươi. Yêu long trầm mặc rồi nói, ngươi có biết Đông Hải Long Cung không? Ngô Bình, có. Yêu long, đó là anh cả của ta. Ngô Bình, anh ngươi là tổ long mà ngươi lại là yêu hoàng, sao kém cỏi thế? Yêu long nổi giận nói, ngươi có biết hắn từng hủy long châu của ta không? Không có long châu thì ta chỉ có thể chuyển sang tu yêu thôi. Ngô Bình gật đầu, ra là vậy, xem ra là anh ngươi đã hại ngươi. Yêu long, nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, dẫu sao ta cũng không đánh lại được hắn. Ngô Bình, chưa chắc. Nếu có ta giúp thì ngươi sẽ hồi phục tu vi của long tộc nhanh thôi. Yêu long cười khẩy, không thể nào. Ngô Bình búng tay một cáu, một con hoàng long xuất hiện trước mặt anh. Tiểu hoàng long ngày xưa giờ đã lớn lắm rồi, so ra còn oai phong hơn cả con yêu long. Cảm nhận được huyết mạch cự long thuần khiết từ hoàng long, yêu long vô cùng kinh ngạc, nó chậm chậm quỳ xuống đất tỏ ý hàng phục hoàng long. Hoàng long, chủ nhân. Con rồng này vô dụng rồi, nó không có long châu. Ngô Bình, ừ, nên tôi mới định giúp nó. Hoàng long chẹp miệng, huyết mạch của nó rất bình thường, người giúp nó làm gì? Ngô Bình, nó không giết người dân vô tội ở đây coi như cũng tích được ít công đức,
tôi định cho nó một phần thưởng. Hoàng Long, được ạ, tôi có thể khôi phục Long Châu cho nó và cho nó có huyết mạch tinh thuần hơn. Con rồng kia, sau này ngươi phải đi theo và làm người hầu cho ta, ngươi có đồng ý không? Yêu Long mừng rõ tiểu nhân đồng ý. Hoàng Long, ngươi tên gì? Yêu Long, tiểu nhân là Ngao Văn Tinh. Ngao Văn Tinh, chuẩn bị xong chưa? Sau đó Hoàng Long nhả ra một luồng khí sáng bao trùm Ngao Văn Tinh. Ngô Bình mặc kệ chúng rồi bay đi tiếp, loáng cái đã đến Doanh Châu. Doanh Châu an phận ở một góc nhưng không có sự thay đổi gì, mà vẫn giữ dáng vẻ trước đó. Nhưng mặt biển quanh đây đã rộng hơn, đương nhiên gần đây cũng có nhiều đảo hơn. Anh đến Doanh Châu để tìm Hanami Tsukihime. Sau lần từ biệt trước, đã nhiều ngày họ không gặp nhau. Anh đáp xuống bổn đảo, đảo này từng do Trần Nhược Nhàn chiếm đóng, sau đến nhóm Lạc Trường Sinh và Hanami Tsukihime. Ngay khi đến nơi, Ngô Bình đã liên lạc với Hanami Tsukihime. Không lâu sau, một bóng dáng xinh đẹp đã bay tới rồi nhào vào lòng Ngô Bình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyền Bình. Ngô Bình cười nói, Hanami, mấy ngày qua em vẫn ổn chứ? Hanami Tsukihime gật đầu, vâng, chị Trần đã giao bổn đảo cho ông cố quản lý. Ngô Bình, thế thì tốt, anh đến xem mọi người thế nào. Hanami Tsukihime cười nói, chúng ta về nhà đã rồi nói. Họ đến Lạc Phủ thì Lạc Trường Sinh nhanh chóng ra nghênh đón. Đương nhiên còn có Shimizu, Hoshi và Miyo. Mọi người trò chuyện một lát thì Hanami Tsukihime nói, Huyền Bình, anh còn nhớ Nhẫn Hoàng Beni không? Ngô Bình gật đầu, cô ấy ở Nhẫn Giới vẫn khỏe chứ? Hanami Tsukihime, Nhẫn Giới trước đó chỉ là một góc của núi băng. Giờ mọi thứ đã thay đổi, Nhẫn Giới cũng rộng hơn nhiều, có nhiều cao thủ nhẫn đạo lắm. Ngô Bình, thế à? Sao em lại nhắc đến cô ấy? Hanami Tsukihime, khoảng nửa tháng trước, Sanamoba đã cử một tỷ nữ đến báo là giờ mình đang gặp khó khăn nên có hỏi thăm về anh. Ngô Bình, thế ư? Hanami Tsukihime, tỷ nữ ấy không nói nhiều, nhưng em nghĩ chắc chắn Sanamoba đang gặp chuyện gì khó khăn lắm. Hessi, chủ nhân, tiểu thư, hay để tôi đến Nhẫn Giới để hỏi cho rõ. Ngô Bình gậy đầu, cũng được cô đi đi, nhưng trước khi đi, tôi sẽ nâng cao tu vi cho cô. Nói rồi, anh cho cả Hoshi và Miyo vào xào huyệt tà ma. Thời gian trong này trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, ở ngoài mọi người chỉ nói chuyện vài câu thì hai cô gái đã tu luyện cả chục năm trong đó rồi. Chờ họ ra ngoài thì đã là cao thủ cảnh giới thánh nhân, thực lực ngang với đại đạo quân. Cả hai cô cùng đi đi, nhớ chú ý an toàn. Hai cô gái mừng rỡ rồi đi ngay. Lúc này đã đến giờ cơm chiều, trời cũng đã tối. Tối nay, Hanami Tsukihime không đến phòng Ngô Bình, mà gọi Shimizu đến phục vụ anh. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, Hanami đâu? Shimizu cúi đầu đáp, công tử chê Shimizu ạ. Ngô Bình cười nói, làm gì có người đàn ông nào chê phụ nữ đẹp, chỉ là hôm nay tôi muốn ở cùng Hanami. Shimizu, tiểu thư đang bận bế quan tu hành nên không tiện cho chuyện nam nữ. Ngô Bình, nên cô ấy bảo cô đến thay à? Shimizu, nếu công tử không chê thì là vinh dự của Shimizu. Ngô Bình không còn gì để nói nữa nên đành vừa hưởng thụ được Shimizu hầu hạ vừa suy nghĩ bước tiếp theo. Cục diện hiện giờ rất phức tạp, Đại Thiên Tôn không còn màng tới chuyện ở đây nữa, mà để con trai mình tự tung tự tác. Khi trời sáng thì Miyo đã về, nhưng Hoshi thì chưa. Trên người cô ấy có vết thương, Ngô Bình sầm mặt hỏi, có chuyện gì thế? Ai đã đánh cô? Miyo tái mặt nói, chủ nhân, chúng tôi đến gặp Sanamoba thì đã gặp Thượng Thần Huyền Thiên. Thượng Thần Huyền Thiên, Ngô Bình hừ lạnh nói, tôi biết người này, chính lão đã đánh cô à? Miyo lắc đầu, là cao thủ cạnh người đó. Hình như thượng thần biết tôi là người của chủ nhân nên chỉ giữ Hoshi lại, còn thả tôi về báo tin. Ngô Bình cười lạnh, lão muốn bắt tôi ra mặt đây mà, được, tôi sẽ đi. Miyo, chủ nhân, ba thượng thần đều ở đó, phía sau họ còn có một vô thượng thần rất lợi hại. Ngô Bình, vô thượng thần cái gì,
chỉ là một tu sĩ ở ẩn thôi. Được rồi, cô đi theo tôi. Nói rồi, anh vung tay lên, hai người đã xuất hiện ở lối vào nhẫn giới. Lúc này, có hơn 100 tu sĩ đang đứng ở đây, hơn nữa bên ngoài lối vào cũng có một đại điện. Miu nói, chủ nhân, giờ muốn vào nhẫn giới thì phải nộp tiền. Ngô Bình thờ ơ nói, ai dám lấy tiền của tôi, anh giơ tay lên đẩy một cái, lối vào của nhẫn giới đã sụp đổ, để lộ ra một vòng xoáy thời không rộng lớn, sau đó anh và Miu cứ thế đi vào trong. Loáng cái, họ đã đến nhẫn giới, nhưng nơi này đã rộng hơn trước kia rất nhiều. Có thể cảm thấy có rất nhiều cao thủ mạnh mẽ trỗi dậy. Hai người đáp xuống một khu vực hoang vắng, đang định đi tìm Hoshi thì có một nam một nữ mặc áo bào trắng bay từ xa tới rồi dừng trước mặt Ngô Bình. Người đàn ông có gương mặt trắng như thoa bột, đôi mắt màu xanh, mũi cao nhọn, thoạt nhìn trông rất lạ. Người đàn ông, tôi phụng mệnh thượng thần Huyền Thiên đến dẫn các hạ đến Huyền Thiên Cung. Ngô Bình, phiền dẫn đường. Anh bay theo người đó một lúc thì nhìn thấy có một cung điện rất nguy nga, con người đứng trước cung điện trông vô cùng nhỏ bé. Cung điện cao vạn trượng, nửa phần trên hòa vào tầng mây, mặt ngoài thì có đầy con trùng và rắn rết bò ngổn ngang, trông rất đáng sợ. Khi họ vào bên trong cung điện thì xung quanh chợt phát sáng, có bốn bóng người cao lớn xuất hiện rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình và tạo sức ép với anh. Xong, Ngô Bình chỉ lắc người một cái đã trở nên vô cùng to lớn, khiến bốn người kia bỗng nhỏ bé trước mặt anh. Ngô Bình nhìn từ trên cao xuống, khí thế mạnh mẽ của anh khiến bốn cường giả kia phải dần khom lưng, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Các người muốn gặp tôi, anh bình tĩnh hỏi. Bốn người kia vốn định thị uy với Ngô Bình, ai dè anh lại mạnh quá nên ai nấy đều tái mặt, một người trong đó nói, đại sư Lý, cậu còn nhớ Khương Hoa Dương không? Ngô Bình hỏi, ông chính là bố của Khương Hoa Dương, ông nội của Khương Ngọc Lương. Đúng vậy, người đàn ông vội nói, ông ta không muốn tiếp tục quỳ dưới đất nữa. Nhưng Ngô Bình không cho ông ta được như ý, anh cười nói, ra là lão tổ nhà họ Khương, ha ha, tu vi của ông cũng khá đấy. Người đàn ông, tiểu nhân là Khương Thiên Lan. Ngô Bình, Khương Thiên Lan, các ông nhốt Hoshi ở đâu? Khương Thiên Lan vội đáp, thưa đại sư, cô ấy ở đằng sau, chúng tôi tiếp đãi cẩn thận, mục đích là mong được gặp đại sư. Ngô Bình, thế à? Ông muốn gặp tôi hả? Không, là Khương Hoa Dương. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, ông chính là Thượng Thần Huyền Thiên à? Khương Thiên Lan, đúng, người ngoài thường gọi tại hạ như vậy. Ngô Bình, ba người kia là Tam Thượng Thần của Đông Doanh đấy hả? Khương Thiên Lan, dạ, chúng tôi là đồng môn. Sư phụ của các người là Vô Thượng Thần hả? Khương Thiên Lan, vâng. Sư phụ chúng tôi cũng đang ở gần đây. Ngô Bình, dẫn tôi đi gặp người đó. Ngô Bình không có hứng thú với mấy người này, anh muốn đi gặp Vô Thượng Thần kia. Khương Thiên Lan tỏ vẻ khó xử, nhưng sau khi nhìn Ngô Bình thì vội nói, sư phụ đang bế quan nên để ngày mai được không ạ? Ngô Bình, được. Lúc này, Hoshi đã được dẫn đến. Nhìn thấy Ngô Bình, cô ấy mừng rỡ rồi chào chủ nhân. Ngô Bình, Hoshi, họ không làm gì cô chứ? Hoshi lắc đầu, vâng ạ. Ngô Bình, dẫn tôi đi gặp Sanamoba. Chuyện hôm nay bắt nguồn từ Sanamoba nên đương nhiên anh phải đi gặp cô ấy. Bốn người kia cung kính tiễn Ngô Bình ra khỏi đại điện, thấy anh đi xa rồi, họ mới thở phào một hơi. Khương Thiên Lan, cứ tưởng cậu ta chỉ là thầy luyện đan thôi, không ngờ tu vi đã tăng vậy rồi, chúng ta đâu là gì? Một người phụ nữ thở dài nói, cậu ta muốn gặp sư phụ mình làm gì nhỉ? Một người đàn ông khác, nếu để cậu ta nhìn thấy chân thân của sư phụ thì kế hoạch bao năm qua của chúng ta hỏng bét. Khương Thiên Lan ngẫm nghĩ rồi nói, thực lực của cậu ta quá mạnh, tôi nghĩ rồi, chắc chỉ còn cách dùng thần lò mới đối phó được thôi. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, người phụ nữ nói, sư huynh, thần lò để mình đối phó sư phụ mà, còn thiếu một bước cuối nữa. Giờ mà dùng nó thì có ảnh hưởng đến hiệu quả về sau không? Khương Thiên Lan, nhưng để cậu ta gặp sư phụ, nhớ cậu ta giúp lão ấy thì mình còn thảm hơn. Người phụ nữ nghiến răng, tuy lão già ấy đã bị chúng ta trấn áp, nhưng tạm thời mình chưa thể giết lão được.
đành giải quyết tên này trước vậy, không nó phá hỏng chuyện tốt của mình mất. Ho Si dẫn Ngô Bình đến một trạch viện, nơi này nằm trong một thành phố rất lớn. Đến đây rồi, Ngô Bình phát hiện nơi này đã bị hạ cấm chế, trong bất xuất, ngoại bất nhập. Người hạ cấm chế ở đây có thực lực khá mạnh, ít cũng ở cấp đại đạo quân. Nhưng cái cấm chế còn con này không thể làm khó Ngô Bình được. Anh đi thẳng tới, khi còn cách nó chừng 10 bước thì nó tự sụp đổ vì không chịu được khí thế của anh. Sau một tiếng động lớn, Ngô Bình mở cửa đi vào. Anh vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Sanamoba dẫn các tỷ nữ ra nghênh đón. Nhìn thấy Ngô Bình, cô ấy vội hành lễ, đại sư Lý. Ngô Bình, Sanamoba, nghe nói cô gặp chuyện phiền phức, dẫu sao chúng ta cũng là bạn nên tôi đến xem có chuyện gì. Ban nãy, tôi thấy có người hạ cấm chế bên ngoài, ai làm thế? Sanamoba thở dài nói, đại sư, là Khương Ngọc Lương muốn tôi làm tiểu thiếp của hắn nhưng tôi không đồng ý, nên hắn đã sai người hạ cấm chế để ép tôi phải theo hắn. Ngô Bình, Khương Ngọc Lương ư, tôi biết hắn, ban nãy còn gặp lão tổ nhà hắn đấy. Sanamoba kinh ngạc hỏi, anh gặp thượng thần Huyền Thiên rồi ư? Ngô Bình, thượng thần quái gì, lũ tu sĩ tu luyện tà môn mạt đạo thì có. Sanamoba cảm thán, anh khinh họ vì anh có thực lực cao. Sanamoba mời Ngô Bình vào trong nhà rồi lấy trà bánh ra tiếp đãi. Ngô Bình vừa ngồi xuống đã nghe thấy có người hét lên ở bên ngoài, ai dám phá cấm chế thế hả? Giọng nói này nghe rất quen. Ngô Bình nói, là Khương Ngọc Lương. Quả nhiên Khương Ngọc Lương đã dẫn theo một đống người đạp cửa đi vào, khi nhìn thấy Ngô Bình đang ngồi ở đây, hắn lập tức cười nói, đại sư Lý, nói rồi, hắn định đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình hất tay, Khương Ngọc Lương đứng yên tại chỗ, dù có đi thế nào cũng không lại gần anh được. Khương Ngọc Lương vừa sợ vừa kinh hãi nói, đại sư, chúng ta lâu lắm mới gặp lại, tiểu đệ chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Ngô Bình, tôi không có người anh em như cậu, ban nãy tôi đã gặp Khương Thiên Lan rồi, ông ta rất cáo, rõ ràng cậu đã thừa hưởng gen này của ông ta. Khương Ngọc Lương cười ngược, đại sư đừng nói thế, Khương Ngọc Lương rất kính trọng anh ạ. Ngô Bình nhìn hắn rồi nói, đừng phí lời nữa, giờ tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thật. Khương Ngọc Lương chớp mắt đáp vâng, tôi sẽ không nói dối nửa lời. Ngô Bình, tôi cũng không sợ cậu nói dối. Sau đó, anh hỏi, lần trước tôi đến nhẫn giới, nhà họ Khương các cậu đã không nói thật. Giờ tôi hỏi lại, tại sao nhà họ Khương lại ở đây, có ý đồ gì không? Khương Ngọc Lương đảo mắt, nói, nhẫn giới này, chỉ là cách gọi một nước của Đông Doanh, tên thật sự của nó là Thiên Bảo Giới. Trong Thiên Bảo Giới có rất nhiều bảo bối, nhà họ Khương chúng ta đến đây, chính là vì một món bảo bối tên Lò Thần mà tới. Ngô Bình, Lò Thần. Khương Ngọc Lương, Lò Thần có thể luyện hóa vạn vật khắp đất trời, luyện ra năng lượng thuần túy nhất, thiên tiên thần năng. Nghe nói, thuở đầu thần tộc vốn không quá mạnh, không phải là đối thủ của tiên tộc. Sau này, tiên tộc dựa vào Lò Thần, tinh luyện ra một vài thần năng, do đó thực lực tăng lên nhanh chóng, cuối cùng mới xưng bá kỷ nguyên. Ngô Bình, nếu nó đã chân quý như vậy thì sao thần tộc lại để nó ở đây? Khương Ngọc Lương, thật ra thuở ban đầu, thần tộc bị tiên tộc áp chế gắt gao, cũng chính là lúc đó, thần tộc đã đánh mất Lò Thần. Lò Thần biến mất không dấu, mãi đến khi tổ phụ tôi phát hiện ra tung tích của nó. Ngô Bình, các người đã tìm được Lò Thần rồi. Khương Ngọc Lương, không sai, Lò Thần đã tìm được, chỉ là chúng tôi không cách nào sử dụng nó được, vì vậy đối với nhà họ Khương tôi mà nói nó cũng không có tác dụng gì cả. Hắn nói tiếp, thầy luyện đan Lý, anh là thầy luyện đan rất cao minh, không biết Lò Thần này có hữu ích cho anh không? Ngô Bình, có hữu dụng hay không thì xem qua mới biết được. Khương Ngọc Lương, lần trước, tôi nhờ anh luyện chế một vài đan dược. Lần này, anh có thể phải giúp tôi luyện chế nhiều hơn chút. Ngô Bình, không dám. Khương Ngọc Lương nghiêng người, thầy luyện đan Lý, chúng ta đi xem Lò Thần trước đi, mời. Ngô Bình, không vội, cậu quay về trước, ngày mai lại đến tìm tôi. Khương Ngọc Lương cười nói, cũng được, ngày mai tôi đến mời thầy luyện đan Lý. Sau khi Khương Ngọc Lương đi, anh cười lạnh một tiếng,
nói với Tinh Dã, xem ra người nhà này vẫn chưa từ bỏ ý đồ, còn muốn gài bẫy tôi. Hiện tại anh là Thánh Vương cảnh giới Thánh Minh, Khương Ngọc Lương vừa xuất hiện, anh đã biết phía sau sẽ có nguy hiểm. Tinh Dã, chủ nhân, hay là không cần đi nữa? Ngô Bình nói, bọn họ muốn gây khó cho tôi, chỉ là mơ tưởng, cuối cùng không những không hại được tôi, mà còn giúp tôi hoàn thiện. Sanamoba, nói chung thầy luyện đan lý nhất định phải cẩn thận. Ngô Bình, Sanamoba, cô ở nơi này cũng lâu rồi, chắc chắn hiểu rõ nhẫn giới này. Sanamoba, nơi này, đúng là được gọi là thiên bảo giới, chỉ là rất nhiều nơi của nó đều có cấm chế, không ai có thể phá giải được. Ngô Bình, ồ, tình hình bên trong cấm chế, mọi người không thấy được. Sanamoba gật đầu, đúng vậy, những nơi tương tự có rất nhiều. Thời gian trước, có một lượng lớn cao thủ tiến vào thiên bảo giới, ý định phá vỡ một vài cấm chế, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngô Bình, người có thu vi thế nào? Sanamiba, có đạo tôn, cũng có đại đạo tôn, nghe nói còn có mấy cao thủ kỷ nguyên đến, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngô Bình, có biết nguyên nhân không? Sanamela, không rõ. Ngô Bình suy nghĩ chốc lát rồi nói, xem ra thiên bảo giới này rất đáng để xem xét. Hôm đó, Ngô Bình đã hiểu đôi chút về thiên bảo giới hiện tại nhờ Sanamoba, đợi đến khi sắc trời tối dần, anh nói, Sanamoba, cô đưa tôi đến nơi có cấm chế xem thử. Sanamoba gật đầu, được. Lúc hoàng hôn xế chiều, Ngô Bình đã đến trước một ngọn núi tỏa ra ánh sáng vàng. Cách chân núi chừng 10 dặm, có một cấm chế rất mạnh, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể tiến vào. Nhưng người bên ngoài có thể nhìn thấy, số lượng lớn sinh linh sinh sống bên trong cấm chế. Sanamoba, nơi này chính là một nơi cấm chế có tiếng, được gọi là núi Kim Quang. Lúc này, Ngộ Bình phát hiện xung quanh núi Kim Quang có hơn 1000 tu sĩ, bọn họ đều thử phá vỡ cấm chế, tiến vào trong núi Kim Quang, nhưng không một ai thành công. Ngô Bình vừa đến đã nhìn thấy một nhóm người đi đến, có 8 người, người đứng đầu cầm một thanh đao đầu quỷ, lớn tiếng nói, này, muốn thử phá vỡ cấm chế thì phải nộp tiền. Ngô Bình nhíu mày, nộp tiền, núi Kim Quang này là nhà các anh sao? Người kia khoanh tay, không sao, núi Kim Quang này chính là nhà chúng ta. Sắc sược, Ngô Bình trợn mắt, áp lực kinh khủng đè xuống, 8 người này đều quỳ xuống đất. Thất khiếu chảy máu, ai ai cũng hoảng sợ. Không biết cao nhân đến, tiểu nhân đáng chết, mạo phạm đến cao nhân. Ngô Bình, tôi hỏi anh, có người tiến vào núi Kim Quang không? Người kia lắc đầu, chưa từng có ai thành công. Vậy người biết, cấm chế này sinh ra thế nào không? Đối phương nói, nghe một vài người danh tiếng nói chuyện, nói thiên bảo giới là nơi chứa kho báu của thiên đình. Thiên đình. Ngô Bình khá bất ngờ, bọn họ còn nói gì? Tiểu nhân chỉ biết như vậy thôi. Ngô Bình không quan tâm hắn, đi thẳng đến gần cấm chế. Bên cạnh cấm chế này, anh vừa mới tiếp xúc đã có một luồng sức mạnh gấp 10 lần anh hình thành, bay thẳng về phía anh. Luồng sức mạnh bay đến, nửa anh đã tê dại, trong lòng kinh hãi. Thế nhưng, sức mạnh đàn hồi này lại kích động đến kiếm thiên đế trên người anh. Luồng sức mạnh sao động mấy vòng lại bị kiếm thiên đế hấp thụ sạch. Mắt Ngô Bình sáng lên, anh lấy kiếm thiên đế ra, đâm mũi kiếm về phía cấm chế. Lần này vừa tiếp xúc với cấm chế lại tự tách thành một con đường, Ngô Bình dễ dàng đi vào. Sanamoba cũng vội đi theo. Xuyên qua cấm chế, con đường đó cũng biến mất, mọi người xung quanh cũng ngây người. Có người xuyên qua cấm chế rồi, lúc này... Hơn 1000 người kia đều xông qua, còn lần lượt thông báo cho người khác. Ngô Bình không quan tâm mấy người đó, anh xuyên qua cấm chế thì cảm nhận được trong núi Kim Quang có ẩn chứa một luồng sức mạnh đặc biệt, luồng sức mạnh có sức hút rất lớn đối với anh. Sanamoba kinh ngạc thốt lên, chúng ta đi vào thôi. Đi lên một đoạn, họ đến chân núi. Lúc này, một con gà màu vàng bỗng chạy đến, đuổi theo một con châu chấu màu vàng. Ngô Bình rất tò mò, đưa tay ra bắt, con châu chấu vàng kia đã nằm trong tay anh. Anh cẩn thận quan sát, phát hiện trên người châu chấu vàng có dị biến. Sức mạnh của nó rất lớn, mũi chân lướt một đường, đã khiến tay Ngô Bình bị thương, có máu chảy ra. Anh vét châu chấu xuống,
muốn bắt con gà vàng gáy một tiếng, bỗng tung hai cánh lao về phía anh, móng vuốt sắc nhọn. Ngô Bình dùng một tay nắm lấy cổ nó, hai chân con gà vàng giãy loạn, lại tỏa ra ánh sáng vàng, tạo ra vết nứt sâu dưới mặt đất. Anh cảm nhận, sức mạnh gà vàng rất mạnh, so với châu chấu kia còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng sức mạnh anh còn lớn hơn, gà vàng có liều mạng thế nào cũng vẫn bị anh kiềm chế. Vẻ mặt Sanamoba kinh sợ, nói, một con gà mà đã mạnh vậy rồi. Rắc. Ngô Bình bẻ gãy cổ gà vàng, sau đó nướng ăn tại chỗ. Anh cũng không bỏ muối, mà chỉ làm vị gà nguyên bản. Thịt gà vào miệng đã hóa thành một luồng sức mạnh hung hãn lại kỳ lạ, chạy loạn xạ trong thân thể. Nhưng thân thể anh rất nhanh đã hấp thụ sạch sức mạnh này. Nhắm mắt cảm nhận một lúc, anh nói, con gà vàng này vì hấp thụ một loại năng lượng nên đã biến thành dáng vẻ như vậy. Sanamoba, xem ra có liên quan đến ngọn núi này. Ngô Bình, chúng ta lên núi xem. Hai người leo lên núi, đi được đoạn thì một con rắn vàng lao đến, muốn giết Ngô Bình nhưng lại bị một kiếm của anh chém giết, sau đó nuốt sống gan rắn. Như dự đoán của anh, trong gan rắn có chứa một loại năng lượng kỳ lạ mà mạnh mẽ. Lúc này, anh phát hiện ra một gốc thảo dược cũng có màu vàng, anh nếm thử, cảm nhận dược lực của nó. Một lúc sau, anh cảm khái nói, thảo dược cũng vậy. Đi, lên đỉnh núi. Đến giữa lưng chừng núi, các loại sinh linh thảo dược sắc vàng càng lúc càng nhiều, hơn nữa trong không khí còn xuất hiện một luồng sáng vàng nhàn nhạt. Càng lên đỉnh núi, luồng sáng vàng này càng đậm. Sanamoba, những luồng sáng vàng này, chính là thứ chúng ta thấy từ bên ngoài sao. Ngô Bình ừ một tiếng, có lẽ những sinh linh này chính là hấp thụ năng lượng của luồng sáng vàng này. Rất nhanh chóng, anh đã lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi không lớn, một tảng đá màu vàng cao hơn 1 mét, tỏa ra làn sương mù vàng nồng đậm. Sương mù vàng trôi xuống bên dưới, bị ánh sáng chiếu vào tỏa ra vô vàn luồng sáng vàng. Lúc này, một con khỉ vàng, cao cỡ chừng một người, đang dựa vào trên tảng đá vàng kia nằm ngủ. Ngô Bình và Sanamoba vừa đến, khỉ vàng bỗng mở mắt, đôi con ngươi cũng màu vàng, nó giống lên, rồi lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình đẩy Sanamoba ra, đấu với khỉ vàng. Vừa động tay, Ngô Bình đã cảm nhận được sức mạnh kinh người của khỉ vàng, sức mạnh thậm chí còn vượt hơn anh đôi chút, nhưng vẫn còn thiếu sót về võ đạo. Chỉ có mỗi sức mạnh, đương nhiên không đánh được Ngô Bình. Đấu được dăm ba chiêu, Ngô Bình dùng một quyền đánh ngã khỉ vàng ra sức giãy giụa, nhưng có làm gì cũng không thoát ra được, dần dần bình tĩnh lại. Ngô Bình, ta thả ngươi ra, đừng làm bậy, nếu không ta đánh chết ngươi. Giọng điệu anh bình thản, nhưng khỉ vàng lại tin, nó hoàn toàn bình tĩnh lại, Ngô Bình quả nhiên buông tay ra. Đứng dậy, khỉ vàng khẽ nuốt nước bọt, nói tiếng người, ngươi là sinh linh đầu tiên vào nơi này. Ngô Bình, ngươi đang dùng cổ ngữ. Khỉ vàng, nơi này là kho tàng của thiên đình, núi này được dùng để chứa những bảo vật này. Ngô Bình, quả nhiên là kho tàng của thiên đình. Khỉ vàng, theo lý mà nói, không ai có thể tiến vào nơi này, trừ phi có ý chỉ của thiên đế mới được, ngươi làm sao vào được đây? Ngô Bình lấy kiếm thiên đế ra, nói, bởi vì nó. Khỉ vàng nhìn thấy kiếm thiên đế, kinh ngạc hỏi, vật của thiên đế sao? Ngô Bình, ừ, nó là kiếm thiên đế. Khỉ vàng, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Khỉ vàng, nó là một trong những hạt nhân của vũ trụ đã tiến hóa đến giai đoạn 3. Ngô Bình giật mình, nó là hạt nhân của vũ trụ. Khỉ vàng, tôi cũng không hiểu lắm, chỉ biết vũ trụ chỗ của nó là thuộc vũ trụ giai đoạn 3. Sức mạnh của nó rất lớn, khói vàng mà ngươi nhìn thấy, chỉ là do bên ngoài nó phóng ra thôi, sức mạnh bên trong nó còn mạnh hơn nữa. Ngô Bình, thiên đế có bảo vật như vậy, sao lại bị sụp đổ? Khỉ vàng, chẳng phải rất đơn giản sao? Thiên đế cũng không có ai có thể hấp thụ được sức mạnh bảo bối này, chỉ có thể để nó ở đây thôi. Ngô Bình, không ai có thể luyện hóa, kể cả thiên đế. Khỉ vàng, lúc đó sức mạnh của nó cực kỳ khủng khiếp, thiên đế cũng không thể hấp thụ. Hiện tại đã trôi qua bao nhiêu năm, sức mạnh của nó đã dịu đi nhiều rồi, tuy có thể hấp thụ nhưng đáng tiếc thiên đế đã không còn, thiên đình cũng chẳng còn.
Ngô Bình, ngươi ở đây bao lâu rồi? Khỉ vàng, từ năm thứ bảy bảo vật có mặt ở đây, thì tôi đã ở đây rồi. Lúc đó, tôi vẫn chỉ là một thứ đồ nhỏ không hiểu gì. Ngô Bình đi đến trước tảng đá màu vàng, vươn tay nhấn vào, một luồng năng lượng kinh người tuôn ra. Biết được nó là hạt nhân của vũ trụ, anh bèn dẫn năng lượng này đi thẳng vào trong vũ trụ nhỏ của anh. Bỗng chốc, những năng lượng nào đổ ào vào vũ trụ nhỏ của anh, tốc độ càng lúc càng nhanh. 2 phút trôi qua, tảng đá vàng sáng lên, bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trong vũ trụ nhỏ của Ngô Bình. Hạt nhân không ngừng tỏa ra năng lượng, sau đó bị vũ trụ nhỏ của Ngô Bình hấp thụ, trở thành năng lượng khởi nguồn cho vũ trụ phát triển. Khỉ vàng trừng lớn mắt, cảm khái nói, lợi hại. Anh lại có thể luyện hóa được hạt nhân vũ trụ. Ngô Bình, trong thân thể ta có một vũ trụ nhỏ, nếu không ta cũng không thể làm gì được nó. Khỉ vàng quỳ lại dưới đất, tiểu nhân nguyện ý hầu hạ anh như chủ. Ngô Bình liếc nhìn khỉ vàng, nói, được thôi, không còn hạt nhân, ngươi ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Nói xong, hai người một khỉ bay lên không, Ngô Bình vung tay, ngọn núi vàng đã bị anh cất vào động thiên. Trên núi này có không ít thảo dược chân quý, còn có gà vàng, thỏ vàng gì đó nữa, không lấy thì rất tiếc. Quay về nhà của Sanamoba, Ngô Bình cảm nhận được hạt nhân vũ trụ đang biến hóa trong thân thể mình. Năng lượng nó tỏa ra, đều bị vũ trụ nhỏ hấp thụ, vũ trụ nhỏ càng lúc càng hoàn thiện, bắt đầu hình thành tinh cầu thực chất hóa, sinh ra một vài hành tinh chân chính, thậm chí còn hình thành tinh đoàn khổng lồ. Vũ trụ nhỏ trở nên hùng mạnh, thực lực bản thân anh cũng đang nâng cao nhanh chóng. Khi sức mạnh tích tụ đến một mức nhất định, anh sẽ bắt đầu tạo ra thánh vệ nhất đẳng. Sâu trong vũ trụ nhỏ, xào huyệt tà ma lơ lửng bên trong đó có 3.000 cấm quân, rất nhanh đã trở thành thánh vệ tam đẳng. Nếu là trước kia, có làm thế nào cũng phải mất nửa năm mấy tháng. Chuyện này cũng chưa cần tính tới, một vài thánh vệ trong đó tiếp tục nâng cao thực lực, trở thành thánh vệ nhị đẳng. Lúc trời sáng, ước chừng đã có 300 người trở thành thánh vệ nhị đẳng. Trời vừa sáng, Khương Ngọc Lương lại xuất hiện, mời Ngô Bình đến quan sát lò thần. Lần này Ngô Bình thoải mái cất bước đi theo hắn. Trước khi ra khỏi cửa, anh điểm tay vào giữa trán khỉ vàng, đưa toàn bộ kỹ thuật công pháp anh tu luyện của điện đường cực võ cho khỉ vàng, chuẩn bị bồi dưỡng nó trở thành một bảo vệ phù hợp. Khỉ vàng kích động, bái lạy Ngô Bình, sau đó vào phòng ngồi xếp bằng, hấp thụ toàn bộ võ học. Khương Ngọc Lương đi trước dẫn đường, hai người một trước một sau, đến nhà lớn nhà họ Khương. Vào trong đại điện, Ngô Bình nhìn thấy lò thần kia. Lò thần có đường kính hơn 100 mét, màu xanh vàng, bên ngoài còn có phù văn huyền ảo. Lúc này, trên miệng lò còn có ánh lửa, tựa như có thứ gì đó đang bùng cháy trong lò. Khương Ngọc Lương cười nói, thầy luyện đan lý, bên trong có một viên thần đan tuyệt thế, chúng tôi không cách nào lấy ra được. Anh đến rồi, không biết có cách nào hay không? Ngô Bình hỏi, thần đan do ai để lại? Khương Ngọc Lương, chuyện đó thì không rõ. Ngô Bình liếc nhìn, nói, lò thần này quả bất phàm, mở nắp lò ra, tôi nhìn thử xem. Khương Ngọc Lương vung tay, đã xuất hiện 2 tu sĩ, dùng sức mở nắp lò thần khổng lồ ra, nắp lò vừa mở Ngô Bình đã đi vào ngay. Anh vừa đi vào, hai người bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, dùng sức đóng nắp lò lại. Đồng thời, xung quanh cũng xuất hiện các tu sĩ của Khương Thiên Lan, tất cả mọi người đều kích hoạt, bên dưới lò thần bỗng bùng lên ánh lửa 9 màu. Sau khi Ngô Bình đi vào lò thần đã phát hiện bên trong lò thần là quang khí màu vàng đang sôi sục, lại không phát hiện ra thần đan tuyệt thế gì khác. Anh thản nhiên nói, Khương Thiên Lan, có phải ông ở bên ngoài không? Khương Thiên Lan cười lớn nói, thầy luyện đan lý, cảm giác ở bên trong lò thần này thế nào? Ngô Bình, tôi sớm đã biết các người sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ tính kế tôi, quả nhiên bị đoán trúng rồi. Nói đi, ông muốn thế nào? Khương Thiên Lan cười ha ha, cũng chẳng làm gì cả, dùng lò này, luyện chết cậu. Ngô Bình, Khương Thiên Lan, ông phải nghĩ cho cẩn thận, tôi là Thánh Vương, ông nghĩ ông có thể hại chết được tôi sao? Khương Thiên Lan hừ mạnh, đừng nói câu là Thánh Vương, cho dù là Thánh Hoàng cũng khó thoát được cái chết. Lò thần này là lúc trước thần tộc dùng để luyện hóa thủy tổ ma tộc đấy.
ông không ngại thì luyện thử thử xem, Ngô Bình bình tĩnh nói. Dùng hết sức, Khương Thiên Lan giống lớn. Ngô Bình không nói gì thêm với ông ta, anh ngồi xếp bằng xuống, bình tĩnh đợi biến hóa. Một lát sau, anh đã bị ngọn lửa bao trùm. Bên trong ngọn lửa, Ngô Bình quan sát xung quanh, anh phát hiện không gian của lò thần này ẩn chứa 72 duy độ, trong mỗi một duy độ đều chứa một luồng năng lượng rất cao cấp. Anh lại nhìn ra được đại trận sắp xếp trong lò thần, nội dung phù văn, trong lòng thầm nghĩ đến gì đó. Khi ngọn lửa bùng lên, tạp chất trong thân thể anh bị thiêu cháy thành khói đen, bay ra không trung, khiến anh càng thêm chắc chắn, cười nói, lò thần này thì ra là dùng như vậy. Vì thế, anh nhắm mắt lại, để mặc ngọn lửa thiêu đốt anh. Người bên ngoài luyện được 6 tiếng, không còn nghe thấy tiếng động gì của Ngô Bình. Khương Ngọc Lương hỏi, ông à, tên họ Lý này có phải đã bị luyện chết rồi không? Khương Thiên Lan, chưa chắc, luyện thêm một lúc. Âm thanh của Ngô Bình vang lên, Khương Thiên Lan, các người thêm sức đi, nếu không tôi có thể thoát ra đấy. Khương Thiên Lan kinh ngạc, lớn tiếng nói, mau, dùng hết sức luyện cho tôi. Lại luyện thêm 3 canh giờ, tất cả mọi người đều choáng váng, Khương Thiên Lan thăm dò hỏi, thế nào, bây giờ anh thấy thế nào? Ngô Bình, còn kém xa lắm, tiếp tục luyện. Vẻ mặt Khương Thiên Lan tái mét, luyện tiếp, luyện thế nào? Mọi thứ ông ta chuẩn bị đã hết sạch, bản thân ông ta cũng mệt muốn chết rồi. Lau mồ hôi lạnh chảy từng giọt, Khương Thiên Lan thăm dò hỏi, thầy luyện đan lý, không biết cậu có thể kiên trì thêm bao lâu? Uy lực lò thần này càng về sau sẽ càng mạnh. Ngô Bình hừ một tiếng, tôi ít nhất có thể kiên trì thêm được 6 tiếng, thế nào, có phải các người sắp dầu hết đèn tắt rồi không? Vừa nghe thấy còn lâu như vậy, mấy người Khương Thiên Lan suýt nữa đã khóc thành tiếng. Nhưng chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng không còn đường lui, vì vậy đành cắn răng, tiếp tục đưa vào lượng lớn tài nguyên, liều mạng kích hoạt lò thần. Trong lò thần, một phần nhỏ của 72 duy độ đã được mở ra, năng lượng cao cấp hơn hóa thành ngọn lửa bùng lên, tôi luyện thân thể và thần hồn của Ngô Bình. Lại trôi qua 6 tiếng, Khương Thiên Lan nói, thầy luyện đan lý, bây giờ cậu chịu thua chưa? Ngô Bình, đáng tiếc là tôi vẫn còn sống đây. Đợi tôi đi ra, các người cứ đợi chết đi. Một người trong đó nói, anh Khương, xem ra chỉ có thể dùng ma thần thôi. Người khác nói, đúng vậy Khương huynh, nhớ đâu người này thoát ra, chúng ta chết cả mất. Khương Thiên Lan thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Nói xong, xung quanh bỗng xuất hiện 72 ảo ảnh thần ma, những thần ma này là do mấy người Khương Thiên Lan đã thu thập được qua bao nhiêu năm. Mỗi một thần ma đại diện cho một năng lượng thần ma kinh khủng. Các thần ma lơ lửng trên lò thần, lần lượt niệm chú, lò thần lập tức xoay chuyển điên cuồng, 72 duy độ bên trong đều mở ra, ngọn lửa vô tận bùng cháy về phía Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình không thấy đau đớn, mà trái lại còn thấy rất thoải mái. Trong kiếp đại thánh, anh tu hành đến cảnh giới cao thâm nhất cảnh giới vô pháp, tiềm lực nâng cao rất nhiều, cộng thêm anh đã hấp thụ hạt nhân vũ trụ. Mọi thứ này giúp anh có thể chịu đựng được sức mạnh của lò thần một cách hoàn hảo. Bóng mờ thần ma không ngừng hao hụt sức lực, chưa đến 2 canh giờ đã mờ nhạt đi rất nhiều, biến mất nhanh chóng. Khi toàn bộ bóng mờ thần ma biến mất, Khương Thiên Lan có phần gấp gáp hỏi, bây giờ thì sao? Cậu còn sống không? Một lúc lâu, trong lò thần vẫn không có âm thanh. Những người còn lại cười nói, xem ra, cậu ta đã bị luyện chết rồi. Khương Thiên Lan cuối cùng cũng có chút tươi cười, tuy hao hụt rất nhiều tài nguyên tích lũy của nhiều năm của chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn tiêu diệt được mầm mống tai họa này. Lúc này bên trong lò thần, Ngô Bình đang bị 72 luồn thần quang vây quanh, lúc này thể chất hoàn hảo của anh đều đang được nâng cao rất nhiều. Xem ra, lò thần có lẽ là bảo vật mà thiên đình và thần tộc dùng để nâng cao thực lực của các cao thủ. Đợi thần quang biến mất, trong lò thần bỗng vang lên âm thanh. Anh đã được rèn luyện tối cao, có được thần thể chí tôn, có được lệnh bài chí tôn. Nói rồi, một lệnh bài bỗng bay đến, rơi vào trong tay Ngô Bình. Lệnh bài chí tôn, Ngô Bình lật nhìn một hồi, người bèn bay ra khỏi lò thần. Bên ngoài lò thần, mấy người Khương Thiên Lan vẫn đang cười nói, nhìn thấy có người lao ra, lập tức biến sắc, nhìn Ngô Bình chằm chằm.
ha ha, để các người chờ lâu rồi, nếu không phải các người tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy, e rằng tôi cũng không được thuận lợi như vậy. Anh, Khương Thiên Lan chỉ thấy ngực đau nhói, miệng phun ra máu. Ngô Bình, Khương gia chủ, ông không sao chứ? Khương Thiên Lan, sao cậu làm được? Ngô Bình lạnh nhạt nói, vừa vào lò thần là tôi đã nhìn ra rồi, thứ đồ này không phải dùng để hại người, mà là để giúp cao thủ siêu cấp nâng cao thực lực, là một chí bảo của thiên đình. Nói xong, anh vung tay, lò thần đã bay vào trong động thiên của anh. Mấy người kia mặt tái nhợt, biết chuyện đã hỏng rồi. Ngô Bình nói, các vị, lúc trước các người muốn luyện chết tôi, bây giờ tôi nên báo đáp các người thế nào đây? Khương Thiên Lan hít sâu một hơi, nói thầy luyện đan lý, trước đó là do chúng tôi không đúng, cậu đại nhân không so đo với tiểu nhân. Từ từ, tùy tôi là đại nhân, nhưng lỗi của tiểu nhân nhất định phải tính, cho nên ông nên tìm lý do khác đi. Khương Thiên Lan, thầy luyện đan lý, nếu tôi nói cho cậu vị trí của lão già kia, có thể tha cho chúng tôi không? Ngô Bình nhìn ông ta, ông nói lão già kia là Khương Thiên Lan, sư phụ của bốn người chúng tôi, đạo nhân chân bảo. Ngô Bình suy tư, hỏi các người đã khống chế ông ta rồi. Đúng vậy, chúng tôi đã khống chế được ông ta. Trên người lão già kia có rất nhiều bí mật, còn có bảo bối bí ẩn nữa, có được ông ta đồng nghĩa có được một kho báu rồi. Ngô Bình, nói vậy, thật ra lò thần là chuẩn bị cho đạo nhân chân bảo. Khương Thiên Lan gật đầu, thực lực ông ta rất mạnh, chúng tôi không thể kiểm soát được, nên muốn dùng lò thần làm giảm thực lực của ông ta, sau đó lại nghĩ cách khống chế ông ta. Ngô Bình, người ở đâu? Hãy đi theo chúng tôi. Mấy người Khương Thiên Lan dẫn đường, rất nhanh đã đến một ngọn núi cao. Dưới núi có hang động, bên ngoài hang động có cấm chế, cửa động còn có 10 tu sĩ đang tọa trấn. Đi vào hang động. Sâu thẳm trong ngọn núi, trong núi có một cung điện khổng lồ, trong cung điện có 18 dây xích cố định trên không, đầu bên kia của dây xích đang trói một ông lão cao lớn. Hai chân và tay ông lão này đều bị gông cùm, còn bị 18 dây xích khống chế. Đồng thời, xung quanh ông ta còn có một đại trận trấn áp, trên người còn gắn 3 lá bùa trấn áp. Những chiêu thức này gộp lại, nhưng cũng không khiến ông lão khuất phục, ông ta ngẩng cao đầu. Tức giận nhìn mấy người Khương Thiên Lan. Ông lão cao lớn có lẽ hơn 1000 mét, đám người Khương Thiên Lan ở trước mặt ông ta cũng giống như đám kiến. Ngô Bình cũng không che giấu thực lực, lập tức sử dụng chân hoàng chi khu, thân thể khổng lồ vạn trượng còn cao hơn cả ông lão. Anh vung tay trên không, dễ dàng cắt đứt 18 sợi xích, sau đó lại bóp nát xiềng xích, xé nét bùa chân áp, đá vỡ đại trận. Rất nhanh chóng. Ông lão đã khôi phục lại hành động, ông ta kinh ngạc nhìn Ngô Bình, nói cậu là chân hoàng. Ngô Bình cười nói, đạo nhân chân bảo, tôi đến để cứu ông. Thấy vậy, đám người Khương Thiên Lan ngây ngốc, thốt lên, thầy luyện đan lý, nếu như vậy, sao cậu có thể khống chế ông ta được? Ông ta là cao thủ kỷ nguyên đấy. Ngô Bình lạnh nhạt nói, ai nói tôi muốn khống chế ông ta? Mọi người sững sờ, khôn khống chế. Đạo nhân chân bảo đứng dậy, cẩn trọng thi lễ với Ngô Bình, nói chân bảo, bái kiến chân hoàng. Ngô Bình nói, không cần khách sáo, tôi họ Lý. Đạo nhân chân bảo, tôi thấy bệ hạ còn có thánh uy mạnh mẽ hơn, lẽ nào? Ngô Bình, thời gian trước, tôi vừa tiến lên thánh vương. Đạo nhân chân bảo rất vui mừng, nói thánh vương, chân hoàng, từ xưa tới nay, cậu là người đầu tiên. Ngô Bình, ông chắc không phải là nhân tộc. Đạo nhân chân bảo cười nói, kiếp trước tôi là đại trận bảo vệ kho tàng của thiên đình, sau này thiên đình suy sụp, tôi bèn chuyển kiếp thành người, trở thành đạo nhân chân bảo như hiện tại. Ngô Bình, cho nên thực ra ông là đại quản gia của kho tàng thiên đình. Đạo nhân chân bảo, có thể hiểu như vậy. Thánh vương, tôi cảm nhận được khí tức của thiên đế trên người cậu. Ngô Bình, lúc tôi là đại thánh kiếp. Tiến vào một thế giới, đã đi hết con đường thiên đế ở đó, có lẽ đây chính là khí tức thiên đế mà ông nói. Đạo nhân chân bảo mừng rõ, tốt quá rồi. Nếu đã như vậy, chỉ bằng cậu tranh thiên đế với cao thủ kỷ nguyên này đi. Ngô Bình, mỗi kỷ nguyên đều có thiên đình này sao?
Đạo nhân chân bảo, thiên đình không phải là nơi tộc nào đó sáng lập, muốn mở lại thiên đình cần thỏa mãn 3 điều kiện. Ngô Bình, 3 điều kiện nào? Đạo nhân chân bảo, đầu tiên, trong tộc phải có một cường giả tu luyện đến quả vị thiên đế. Ngô Bình, tu luyện đến quả vị thiên đế sao? Tôi nghe nói vị thiên đế trước vốn dĩ là thiên thánh. Đạo nhân chân bảo, thiên thánh và thiên đế có điểm chung. Nhưng không chỉ có một cường giả có tư cách vào thiên đình, vị thiên thánh đó sau khi thoát khỏi vòng vây, mới thành công trở thành thiên đế. Mắt Ngô Bình lóe sáng, ồ, thiên thánh từng tranh giành thiên đế với các cường giả tộc khác. Đúng thế, họ đã trải qua 3 vòng tỉ thí, cuối cùng thiên thánh nhân tộc bộc lộ hết tài năng, trở thành thiên đế cuối cùng. Một khi thiên đế xuất thế, tất cả các tộc đều phải thần phục, nếu không chính là đang đối đầu với thiên đạo. Ngô Bình, nói thế nghĩa là thật ra lập ra thiên đình cũng là ý chí của thiên đạo. Đạo nhân chân bảo, có thể nói như vậy, nhưng tiếc là về sau vị thiên thánh nhân tộc đó gặp phải người khiêu chiến có thực lực rất mạnh, hai bên đánh nhau 9 ngày 9 đêm, cuối cùng mặc dù thiên đế đã giết chết người khiêu chiến đó, nhưng cũng không bao lâu sau ông ta suy sụp. Sự suy sụp của thiên đế khiến thiên đình cũng suy tàn. Ngô Bình, lúc nhân tộc thống trị thiên đình, thành viên thiên đình đều là nhân tộc sao? Chân bảo nhân đạo cười nói, tất nhiên là không phải. Thời đại của thiên đình, các tộc đều ở trên trời, chỉ là tỷ lệ nhân tộc cao hơn một chút, hơn một phần tử. Ngô Bình cảm khái, nhớ năm đó nhân tộc huy hoàng biết nhường nào. Đạo nhân chân bảo, thật ra thiên đế đời trước cũng không có ngồi vững ở vị trí thiên đế, nếu không cũng sẽ không sụp đổ. Ngô Bình rất tò mò, tại sao không thể ngồi vững ở vị trí đó? Đạo nhân chân bảo, trở thành thiên đế cần phải trải qua cả ngàn kiếp, sau khi luân hồi cả trăm đời mới có thể công đức vẹn toàn. Ngô Bình trợn to mắt, trăm đời ngàn kiếp. Đạo nhân chân bảo, đúng thế, vị thiên thánh đó đã trải qua 81 đời, tổng cộng 800 kiếp, thật ra vẫn còn thiếu thời cơ. Chỉ là lúc đó tình thế của nhân tộc rất tồi tệ, để cứu vãn tình thế này, ông ta đành phải ép buộc mình lên ngôi thiên đế, kết quả không nghĩ cũng biết, ông ta chỉ vì 150 năm rồi sụp tàn, thiên đình cũng không tồn tại nữa. Ngô Bình, dù chỉ có 150 năm thì cũng đã giúp ích rất nhiều cho nhân tộc. Đạo nhân chân bảo, ừ, vị thiên đế này dùng tính mạng của mình để duy trì vận khí của nhân tộc. Sau đó cho dù ông ta có suy tàn cũng không có cường tộc nào có thể sinh ra cường giả có thể tiếp nhận vị trí thiên đế này. Ngô Bình, trăm đời ngàn kiếp nào có dễ dàng như thế? Đạo nhân chân bảo, chuyện này đúng là rất khó, cần có vận khí mạnh, tinh thần kiên trì, vô cùng can đảm mới có thể làm được, nhưng xác suất thành công lại rất thấp. Dù sao trong các cuộc tranh đấu giữa các tộc, người này giỏi còn có người giỏi hơn. Ngô Bình, ông có biết tình hình cụ thể của 3 vòng tranh đấu mà ông nói trước đó không? Đạo nhân chân bảo, người có thể được chọn vào vòng đầu tiên được gọi là thiên tử. Không giới hạn số lượng thiên tử nhưng sau khi trải qua các cuộc tấn công, có rất ít người có thể ở lại cuối cùng, không quá 100 người. Thiên tử có thể tiến vào vòng thứ 2 sẽ bắt đầu trận chiến luân hồi. Một nhóm thiên tử sẽ luân hồi đi vào cùng một thế giới. Lúc này, tất cả những người tranh tài đều sẽ bắt đầu lại từ đầu, người có thể sống sót cuối cùng sẽ tiến vào luân hồi lần thứ 2. 10 đời 10 kiếp, mỗi một kiếp đều có khả năng mất mạng. Ngô Bình, luân hồi ở thế giới nào? Đạo nhân chân bảo, có thể là một mốc thời gian bất kỳ trong lịch sử, có thể là quá khứ hoặc có thể là tương lai. Ngô Bình cảm khái nói, muốn làm chúa tể của thế giới quả thật quá khó. Đạo nhân chân bảo, đúng thế, không phải thời đại nào cũng có thiên đế. Có kỷ nguyên thậm chí không có thiên đình, tỷ như kỷ nguyên trước, dù tiên tộc hay thần tộc đều chưa từng sinh ra thiên đế. Ngô Bình, tôi có thể sử dụng bảo bối trong thiên bảo giới này không? Đạo nhân chân bảo, những thứ này đều là tài sản riêng của thiên đế đời trước. Nếu cậu có thể được thiên đế công nhận thì có thể được lấy một phần. Ngô Bình, làm sao để được thiên đế truyền thừa? Đạo nhân chân bảo, trong thiên bảo giới có một ngôi mộ của thiên đế, nhưng người ngoài không biết đến nơi đó, chỉ có tôi biết về nó. Sứ mệnh của tôi là tìm những người thích hợp, sau đó dẫn họ vào trong đó để được thiên đế truyền thừa. Ngô Bình gật đầu, có cơ hội, tôi sẽ đến ngôi mộ của thiên đế.
Đạo nhân chân bảo, cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Ngô Bình nhìn mấy người Khương Thiên Lan, mấy người này đều là đệ tử của ông sao? Đạo nhân chân bảo khẽ thở dài, lúc đầu họ suýt chút nữa đã chết khi xông vào thiên bảo giới, tôi có lòng tốt cứu chúng, dạy cho chúng một vài thứ. Ai mà ngờ mấy tên khốn nạn dã tâm độc ác này lại muốn hại tôi, lấy hết tất cả bảo vật của thiên bảo giới. Chúng nào biết với thiên phú và vận khí của chúng thì dù có lấy được bảo bối gì cũng chỉ sẽ khiến chúng chết mà thôi. Ngô Bình, đám người này giao cho ông xử lý vậy. Đạo nhân chân bảo chắp tay lại với anh, cảm ơn Thánh Vương. Để đám người Khương Thiên Lan ở lại, Ngô Bình quay lại căn nhà của Sanamoba. Lần này anh không muốn ở lại thêm nữa bèn nói, chúng ta đi khỏi đây đi. Vừa dứt lời, từng tia sáng bay lên, Ngô Bình dẫn theo con khỉ vàng và Sanamoba quay lại bổn đảo. Về đến bổn đảo, anh để lại ba người phụ nữ lại trên đảo, sau đó dẫn con khỉ vàng đến đảo Thanh Hoa gặp Trần Nhược Nhàn. Lúc đầu anh phái Trần Nhược Nhàn và Dương Nguyên Bá tấn công nước Oa, chiếm đảo Thanh Hoa. Nước Oa tự biết mình đánh không lại bèn nhường lại hòn đảo này. Trần Nhược Nhàn tiếp quản đảo Thanh Hoa, trở thành nữ vương của hòn đảo. Lúc này Trần Nhược Nhàn đang xử lý công vụ, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô ấy vừa đứng lên thì nhìn thấy Ngô Bình dẫn theo một con khỉ vàng bước vào. Cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh Lý. Ngô Bình, Nhược Nhàn, khoảng thời gian này thế nào, đảo Thanh Hoa có dễ quản lý không? Trần Nhược Nhàn cười nói, quản lý cũng không khó, chỉ là mấy tháng nay tình thế thay đổi, bên Châu Doanh đã quyết định đầu hàng đế quốc Thiên Đình. Phỏng chừng không bao lâu nữa nơi này của chúng ta cũng sẽ trở thành một phần của đế quốc Thiên Đình. Ngô Bình, đế quốc Thiên Đình không có nhiều hứng thú với những hòn đảo ở nước ngoài như vậy, đa số đều là đầu hàng ngoài mặt nhưng thật ra vẫn để em quản lý đảo Thanh Hoa. Trần Nhược Nhàn, mặc dù nói thế nhưng sau này khó mà tránh khỏi trở thành chỗ chút giận của chúng. Ngô Bình, không vội, cứ từ từ. Hai người nói chuyện một lúc, Ngô Bình nói, Nhược Nhàn. Hiện giờ đại lục Hồng Hoang đã thống nhất, cũng đã đến lúc em đi báo thù rồi. Bây giờ anh tăng tu vi cho em tự mình đi tìm nhà họ Vũ Văn để trả thù. Ánh mắt Trần Nhược Nhàn phát sáng, năm đó nhà họ Vũ Văn một trong bốn huyết mạch thánh hoàng lớn đã hại chết cả nhà cô ấy dưới danh nghĩa hôn nhân, chỉ có một mình cô ấy đã chạy thoát được. Cô ấy luôn muốn trả mối thù lớn này, nhưng thực lực của cô ấy quá yếu, bây giờ được Ngô Bình giúp đỡ. Cô ấy đã tự tin hơn rất nhiều. Anh Lý, em nghe ngóng được tin tức cụ tổ nhà họ Vũ Văn đã đột phá đến cảnh giới chân vương. Còn Vũ Văn Thanh cũng đã bước vào Thiên Đình, làm một đại tướng quân, chiến công xuất chúng. Bây giờ nhà họ Vũ Văn chắc chắn là một trong các thế lực mạnh nhất trên đại lục Hồng Hoang. Ngô Bình nói, dù ông ta có mạnh thế nào, anh cũng có thể đánh bại được ông ta, em yên tâm đi. Ngô Bình vẫn luôn muốn giúp Trần Nhược Nhàn báo thù, giờ thực lực của anh lớn mạnh, đã đến lúc ra tay rồi. Giờ Hồng Hoang đã thống nhất, nhà họ Vũ Văn lại là thế lực vô cùng lớn mạnh trong Hồng Hoang, vì vậy rất dễ dàng tìm thấy. Nhà họ Vũ Văn có huyết mạch Thánh Hoàng, tổ tiên rất nổi tiếng với thực lực rất mạnh. Mặc dù bây giờ không được như năm xưa nhưng vẫn là một gia tộc mạnh rất có tầm ảnh hưởng. Nhà họ Vũ Văn nằm ở Châu Không Minh. Diện tích của Châu Không Minh còn rộng gấp mấy lần đế quốc Thiên Võ trước đây, là một nơi có sản vật phong phú, và đầy những khoáng sản quý hiếm. Hai người họ vừa vào trong Châu Không Minh thì đã có thể cảm nhận được sự phồn hoa của chỗ này, chỉ có hơn chứ không hề thua đế quốc Thiên Võ của anh. Ngô Bình nói, quả nhiên con cháu của Thánh Hoàng rất có thực lực, không phải thế lực bình thường có thể so bì. Trần Nhược Nhàn, đúng thế. Dù gì thì trong các bậc ông cha cũng từng cố Thánh Hoàng xuất hiện, dù là ai nắm giữ thiên hạ thì cũng đều phải nể mặt nhà họ Vũ Văn đôi phần. Giờ đế quốc Thiên Đình thành lập, Châu Không Minh cũng xem như đã là địa bàn của Thiên Đình rồi. Trần Nhược Nhàn, nhưng đấy chỉ là trên danh nghĩa thôi, thật ra tiên đốc ở đây cũng là do Vũ Văn Kỳ nhà họ Vũ Văn đảm nhận. Bên dưới thì càng không cần phải nói, tất cả đều là đệ tử của nhà Vũ Văn. Trần Nhược Nhàn, muốn tìm nhà họ Vũ Văn báo thù thì phải ra tay từ chỗ tiên đốc Vũ Văn Kỳ trước. Ngô Bình, năm xưa, trong số những người hại chết nhà họ Trần của em cũng có Vũ Văn Kỳ đúng không? Trần Nhược Nhàn gật đầu, anh ta là người đứng sau giật dây,
anh ta cũng là người năm xưa đến nhà em giảm ngõ, anh ta là chú của Vũ Văn Thanh, mặc dù tư chất không bằng Vũ Văn Thanh nhưng anh ta đã thức tỉnh được huyết mạch Thánh Hoàng, là nhân vật nòng cốt của nhà họ Vũ Văn. Ngô Bình, vậy chúng ta đến Phủ Tiên Đốc, gặp Vũ Văn Kỳ trước. Trần Nhược Nhàn, con người của Vũ Văn Kỳ này mê đắm chuyện luyện đan, nếu anh ta biết anh là cao thủ luyện đan thì nhất định sẽ nghĩ cách tiếp cận anh, vậy thì có thể dụ anh ta ra khỏi Phủ Tiên Đốc rồi. Ngô Bình, sao hả, trong Phủ Tiên Đốc có trận pháp lợi hại lắm sao? Trần Nhược Nhàn, nhà Vũ Văn có 3 sát trận được Thánh Hoàng để lại, trong đó có một trận đặt tại Phủ Tiên Đốc, tên là Thiên Tuyệt Sát Trận, nghe nói uy lực vô cùng đáng sợ. Ngô Bình, lẽ nào Vũ Văn Kỳ không tùy tiện rời khỏi Phủ Tiên Đốc sao? Đúng vậy, Phủ Tiên Đốc rất rộng, phần lớn thời gian anh ta đều ở trong phủ tu hành, mọi việc đều giao cho cấp dưới xử lý. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, chuyện này dễ, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ lại, anh luyện vài mẻ đan dược, đảm bảo anh ta sẽ tìm đến gặp anh. Trần Nhược Nhàn gật đầu, được, vậy thì chuẩn bị ít đan dược trước, sau đó đến tham gia đại hội đan dược ở đây. Ngô Bình, đại hội đan dược, ở Châu Không Minh sao? Trần Nhược Nhàn cười, nói, người xưa gọi Châu Không Minh là Dược Châu, chỗ này có đủ loại dược liệu sinh trưởng, luôn là nơi thu hút thầy luyện đan. Ngô Bình, thì ra là vậy, chắc có không ít thầy luyện đan tham gia đại hội đan dược này nhỉ? Trần Nhược Nhàn, đúng thế, có một lực lượng thầy luyện đan nhất định đến tham gia, ngoài ra còn có rất nhiều người đến mua đan dược, vì vậy đây là một đại hội lớn. Ngô Bình, thật ra trước đây anh cũng là đan vương nhất phẩm 8 sao, đan dược anh luyện ra chắc sẽ bán rất chạy. Trần Nhược Nhàn cười, nói, đan vương nhất phẩm, dù là Thánh Hoàng cũng phải nể đó. Ngô Bình, đi luyện ít đan dược trước đã. Trần Nhược Nhàn, cần đi mua ít dược liệu không? Mặc dù vẫn còn 7 ngày nữa mới đến đại hội đan dược nhưng bây giờ đã có rất nhiều người bán dược liệu rồi. Mặc dù không cần lắm nhưng nếu đã có dược liệu thì chúng ta cứ đi xem thử đi, trên người anh cũng có rất nhiều dược liệu, vừa hay có thể bán bớt ít. Trần Nhược Nhàn dẫn Ngô Bình đến đại hội đan dược, nơi tổ chức đại hội đan dược luôn được cố định, chia thành mấy khu, có khu bán dược liệu, có khu bán đan dược, có khu lại bán đấu giá. Nơi bán dược liệu cao cấp nằm quanh một hồ nước lớn, các thương nhân bán dược liệu xây dựng rất nhiều quầy hàng dọc theo bờ hồ, đủ loại kích thước và kiến trúc. Trần Nhược Nhàn đến bên bờ hồ, nói, anh xem, chỗ này có nhiều cửa hàng thuốc quá. Giá cả của các cửa hàng này đều ở trên trời. Ngô Bình, chắc số tiền khổng lồ này đều bị nhà họ Vũ Văn thu hết nhỉ? Trần Nhược Nhàn, đúng thế, bất cứ cửa hàng nào ở đây đều đáng giá mấy ngàn vạn tiền đạo, không phải thứ mà những người bình thường có thể trả nổi. Ngô Bình bước vào một trong số các cửa hàng, đảo mắt nhìn quanh thì thấy có một số dược liệu mình cần. Chất lượng cũng rất khá. Anh hỏi giá thì biết đều rất đắt đỏ, đều được tính bằng tiền đạo hết. Anh chọn mua mười mấy loại rồi sang cửa hàng thứ hai. Anh cũng có một số dược liệu mà tiệm thuốc thứ hai bán, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, thế là anh nghĩ đến chuyện thuê một cửa hàng, bán lại số dược liệu dư để tránh lãng phí. Thế là anh vào mấy chục tiệm thuốc, mua một số dược liệu và đại khái cũng hiểu được tình hình buôn bán dược liệu ở đây. Cuối cùng, anh tìm đến một cửa hàng bán hàng cho bên ngoài, ông chủ vẫn còn ở đó bán dược liệu, chỉ có điều hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn dọn kho. Ông chủ cửa hàng thuốc ngồi uống trà trên bàn, mặt mày nhăn nhó, ánh mắt hơi mơ hồ. Ngô Bình vào mà ông ta cũng không thèm quan tâm, chỉ lo uống trà, nhân viên thì chạy ra tiếp, hỏi Ngô Bình cần gì. Cửa hàng của các anh có bán không? Ông chủ cửa hàng thuốc nghe nói có người muốn mua cửa hàng thì lập tức ngẩng đầu lên, nói, bán. Ngô Bình bước đến trước bàn, cười, hỏi, ông chủ, tôi thấy vị trí cửa hàng của ông khá tốt, cũng hoành tráng, sao lại muốn bán đi? Ông chủ thở dài, hết cách rồi, không thể tiếp tục làm ăn nữa. Tiên đốc ra lệnh thu thuế 3-1 đối với tất cả các cửa hàng thuốc. Ây, lợi nhuận của tiệm thuốc chúng tôi ít nhất cũng bị lấy đi một nửa. Vậy thì còn làm ăn được gì nữa? Tôi chuẩn bị đến tiên giới làm ăn rồi. Ngô Bình, thuế 3-1, loại thuế này nặng lắm sao? Ông chủ, bất kể doanh thu bao nhiêu, đều phải giao nộp 1/3 số tiền cho Phủ Tiên Đốc, anh nói xem có nặng không?
Ngô Bình chau mày, đúng là rất nặng. Ông chủ, không chỉ có vậy, tiền đốc còn muốn phái một người đến quản tiền ở mỗi tiệm, kiểm soát thu chi của chúng tôi. Thật làm gì có lẽ đó, tôi sống cả đời chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ. Ngô Bình, loại thuế 31 này vẫn chưa bắt đầu thu đúng không? Đúng vậy, nói là sau đại hội đan dược sẽ chính thức bắt đầu. He he, đến lúc đó, tôi nghĩ các cửa hàng ở chỗ này sẽ đóng cửa hết hơn một nửa. Ngô Bình gật đầu, hèn gì suốt dọc đường tôi thấy có rất nhiều người sang tiệm. Ông chủ thở dài, hết cách rồi, chỉ có thể tính sớm thôi. Trần Nhược Nhàn, phủ tiên đốc làm vậy không sợ các tiệm thuốc bỏ chạy hết sao? Ông chủ, phủ tiên đốc không sợ, cùng lắm thì họ tự buôn bán dược liệu, thật ra, nhà họ Vũ Văn vốn là nhà buôn dược liệu lớn nhất, đuổi chúng tôi đi thì họ vui còn không kịp nữa mà. Ngô Bình suy nghĩ rồi hỏi, cửa hàng của ông bán bao nhiêu? Ông chủ, 15 năm trước tôi đã tốn 1 tỷ 300 triệu tiền đạo để mua cửa hàng này, giờ tôi bán 200 triệu. Ngô Bình gật đầu, nói, được, tôi mua. Hai bên lập tức giao dịch, Ngô Bình lấy được khế ước đất và nhà, còn ông chủ thì lấy được 200 triệu tiền đạo. Trước khi đi ông ấy còn bán hết những dược liệu còn lại cho Ngô Bình. Ông chủ đó đưa người đi khỏi thì Trần Nhược Nhàn nói, anh Lý, chúng ta đâu cần thiết phải mua mặt bằng đâu. Ngô Bình cười, nói, Nhược Nhàn, chúng ta đến là để tìm nhà Vũ Văn báo thù, nếu em báo được thù, em nghĩ nhà họ Vũ Văn còn năng lực kiểm soát những cửa hàng này nữa không? Trần Nhược Nhàn, đương nhiên là không rồi. Ngô Bình, vậy nên đến lúc đó, các cửa hàng ở đây sẽ trở về giá ban đầu, thậm chí còn tăng giá. Anh xem sơ qua thì thấy dọc hồ này có hơn 50 vạn cửa hàng lớn nhỏ với giá trị mấy trăm ngàn tỷ tiền đạo. Trần Nhược Nhàn, thôi được, vậy thì mua một vài cửa hàng. Ngô Bình gật đầu, anh đem theo tiền, mua tiệm dọc đường, chỉ cần có người chịu bán thì em cứ mua. Trong tay anh có đủ tiền đạo và cả tiền đạo tôn, anh không thiếu tiền. Sau khi giao cho Trần Nhược Nhàn đi thu mua các cửa hàng thì Ngô Bình ra phòng luyện đan ở sau cửa hàng để luyện đan dược. Ở vùng đất Vĩnh Hằng, anh đã cho năm thế lực quyết sách lớn chuẩn bị cho anh rất nhiều dược liệu quý, giờ anh lấy hết ra. Số dược liệu này không phải là dược liệu mà Hồng Hoang Đại Lục có thể có được, bất cứ loại nào cũng là thánh dược tuyệt thế, có tiền cũng đừng mong mua được. Anh chọn ra một loại, là loại dược liệu nhiều nhất của vùng đất Vĩnh Hằng. Ngoài ra còn có 48 loại dược liệu thường gặp ở đây, cộng thêm kỹ thuật luyện đan vốn có của anh để nghiên cứu ra một loại đan dược tên là Bách Luyện Thánh Đan. Tên của loại đan dược này có nghĩa là luyện 100 lần mới thành thánh, uống nó càng nhiều thì cơ thể và thần hồn sẽ càng mạnh mẽ. Khả năng luyện đan của anh đã tốt hơn nhiều so với trước đây, mẻ đầu tiên đã luyện ra được đan dược nhất phẩm, mẻ thứ hai đã luyện được Bách Luyện Thánh Đan cấp truyền kỳ. Khi anh cầm Bách Luyện Thánh Đan trên tay thì thấy trên mặt đan dược có 49 luồng sáng thần thánh bao quanh, trong lòng đan dược có hình bóng một người đang ngồi xếp bằng. Nếu đặt đan dược bên tai thì còn có thể nghe được thánh âm của người tí hon đó, thần kỳ không thể tả. Tiếp đó, anh tiếp tục luyện chế, chớp mắt đã đến ngày thứ ba, trong thời gian này, anh đã luyện được 10 mẻ Bách Luyện Thánh Đan truyền kỳ, tổng cộng có tất cả 40 viên đan dược truyền kỳ. Trần Nhược Nhàn cũng không rảnh rỗi, cô ấy đã thu mua được hơn 500 tiệm thuốc, những người bán đó đều rất sảng khoái, một tay giao tiền một tay giao cửa hàng, hiệu quả rất cao. Đến ngày thứ hai, tên tuổi Trần Nhược Nhàn đã lan truyền khắp nơi, ông chủ của các tiệm thuốc đó đều đích thân đến tìm, cô chỉ việc ngồi trong tiệm lần lượt thực hiện giao dịch. Sau khi Ngô Bình luyện được 100 viên Bách Luyện Thánh Đan thì tiếp tục luyện chế loại đan dược thứ hai. Loại đan này còn quý hơn cả loại trước đó, dùng đến 3 loại dược liệu của vùng đất Vĩnh Hằng, cũng như 80 loại dược liệu ở đó, tên là Thiên Thánh Đan. Để luyện chế loại Thiên Thánh Đan này cần phải đạt được cảnh giới Thiên Thánh thì mới được, trong thiên hạ chỉ có anh mới có thể luyện chế. Việc luyện chế Thiên Thánh Đan không dễ dàng, mẻ đầu tiên đã thất bại, mẻ thứ hai được nhị phẩm, bắt đầu đến mẻ thứ năm mới đạt đến phẩm chất truyền kỳ. Qua đến mẻ thứ 6 thì cuối cùng anh cũng đạt được đến cấp bất hủ. Thiên thánh đan cấp bất hủ có rất nhiều lốc xoáy nhỏ trên bề mặt, mỗi lốc xoáy đều thông với một không gian thần bí. Nhìn kỹ thì thấy trong lốc xoáy như có một bóng người bá đạo với sức mạnh vô cùng phi phàm. Sau đó, anh tiếp tục luyện thiên thánh đan,
trong đó có 9 viên dưới cấp truyền kỳ, 6 viên cấp truyền kỳ, 12 viên cấp bất hủ. Sau khi luyện mẻ đan dược cuối cùng thì cũng đã đến ngày thứ 6, Trần Nhược Nhàn cũng đã thu mua được hơn 3 vạn tiệm thuốc, tiêu tốn hết hơn 2.000 tủ tiền đạo. Ngày mai đã là đại hội đan dược, Ngô Bình không luyện đan nữa, anh lấy ra một viên bách luyện thánh đan cấp truyền kỳ đưa cho Trần Nhược Nhàn uống, rồi cười, nói, Nhược Nhàn, em thử xem công hiệu thế nào. Trần Nhược Nhàn cầm viên đan dược lên, thấy nó khác lạ thì cười, hỏi, đây là đan dược gì? Bách luyện thánh đan, nó có thể giúp em có được thể chất của thánh nhân. Trần Nhược Nhàn uống bách luyện thánh đan, vô số luồng sức mạnh lớn lan truyền và chấn động trong cơ thể cô ấy liền ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa và hấp thụ. Sau đó, cơ thể Trần Nhược Nhàn bắt đầu có những biến hóa thần kỳ, cho đến khi mặt trời lặn thì mới dừng lại. Cô ấy mở mắt ra, cảm thấy thể chất của mình được nâng cao rất nhiều, cô ấy kinh ngạc, nói, đan dược thật lợi hại. Vốn dĩ em chỉ có thể chất thái cổ chân nhân, tu vi cũng không tệ. Nhưng bách luyện thánh đan này vẫn đem đến cho em thu hoạch lớn, em dám chắc chắn, dù người thường uống nó thì cũng có thể trở thành thiên tài với tư chất siêu phàm. Ngô Bình cười, nói, điểm mạnh nhất của loại đan dược này nằm ở chỗ uống càng nhiều thì thay đổi sẽ càng nhiều, chỉ có sau khi uống đến viên thứ 10 thì công hiệu của nó mới giảm đi. Tuyệt vời, Trần Nhược Nhàn cảm thán, anh Lý, đẳng cấp của anh chắc chắn không phải chỉ là đan vương. Ngô Bình, để có cơ hội anh sẽ thử lại. Đêm hôm đó, Trần Nhược Nhàn uống viên bách luyện thánh đan thứ 2, thế chất lại một lần nữa được nâng cao và tiếp diễn đến sáng sớm ngày hôm sau. Hôm nay là ngày diễn ra đại hội đan dược, Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn đến khu vực đan dược, bắt đầu bày hàng. Chương trình quan trọng nhất của đại hội đan dược là trưng bày đan dược. Thông thường đan dược được trưng bày thỏa mãn hai điều đặc biệt. Một là loại đan dược mới được nghiên cứu ra, hơn nữa có hiệu quả tương đối tốt, đã vượt qua kiểm nghiệm của người dùng. Hai là đan dược được cải tiến, đan dược đã được cải tiến có hiệu quả và giá trị cao hơn bình thường. Đương nhiên, còn có một số đan dược cổ được trưng bày, chúng đều rất đặc biệt, có lịch sử lâu đời. Muốn trưng bày đan dược thì phải kiểm tra đan dược trước, việc kiểm tra được thực hiện bởi 10 vị tu sĩ có nền tảng luyện đan, sau đó cho điểm trên 4 phương diện. Gồm hiệu quả, sáng tạo, độ hoàn thiện và tính đặc biệt, nếu một viên đan dược có điểm tổng được tròn 100 điểm thì hiệu quả được 40 điểm, tính sáng tạo được 10 điểm, tính hoàn thiện được 10 điểm, tính đặc biệt được 20 điểm. Mỗi mặt sẽ do 10 tu sĩ kiểm tra cho điểm, sau đó đưa qua kết quả tổng hợp. Thường thì những đan dược có thể đạt trên 60 điểm thì đều là đan dược hiếm có. Chỉ có khoảng 5% trong số tất cả những đan dược tham gia trưng bày có thể đạt đến mức trên 60 điểm, những đan dược có thể đạt được 70 điểm thì càng ít hơn, thuộc dạng trăm viên mới được một viên. Còn những viên trên 80 điểm thì mỗi lần trưng bày cũng chỉ có được 1-2 loại đạt được, nhưng đến nay vẫn chưa từng xuất hiện đan dược trên 90 điểm. Sau khi Ngô Bình đăng ký thì nộp phí kiểm tra, sau đó chờ được kiểm tra. Phí kiểm tra có 5 mức. Mức phí cao nhất cao gấp 20 lần mức phí thấp nhất, thời gian kiểm tra của mức cao nhất khá ngắn, được xếp trước, còn mức thấp thì phải xếp hàng rất lâu, thậm chí có thể trễ thời gian trưng bày sau cùng. Dù đã nộp tiền cho mức cao nhất nhưng Ngô Bình và Trần Nhược Nhàn vẫn phải đứng đợi một tiếng đồng hồ mới tới lượt họ kiểm tra đan dược. Nơi kiểm tra đan dược là một đại điện rộng lớn với 10 tu sĩ đang ngồi. Lúc Ngô Bình bước vào, thậm chí họ còn không thèm để mắt đến mà hỏi thẳng, báo thân phận trước đi. Vẻ mặt khá lạnh lùng, dáng vẻ cao cao tại thượng. Ngô Bình lấy huy chương đan vương của mình ra, nói, nhất phẩm đan vương. 10 người họ nghe xong thì liền đứng dậy, nhìn tấm huy chương đó với vẻ vô cùng kinh ngạc, không sai, chính là huy chương đan vương thật 100%. Chào đan vương, 10 người kính cẩn chào Ngô Bình, ánh mắt đầy kẻ kính trọng. Ngô Bình bình thản đáp, các vị không cần đa lễ, kiểm tra đan dược trước đi. Một người cung kính hỏi, đan vương, viên đan dược này của anh có tác dụng gì? Có thể nói sơ qua không? Ngô Bình nói sơ về tác dụng của đan dược, đây là một viên bách luyện thánh đan cấp truyền kỳ, còn về hiệu quả thế nào thì lát nữa các vị sẽ biết. 10 người đều sáng mắt, phải biết rằng lúc kiểm tra đan dược, mỗi người bọn họ đều phải nuốt một vài đan dược dạng bột. Tuy chỉ là lượng nhỏ, nhưng đối với bọn họ mà nói thì vẫn có lợi.
Ngô Bình lấy bách luyện thánh đan, khi nhìn thấy đan dược, 10 người đều kinh ngạc, khen nói, đan dược tốt. Ngô Bình ngồi ở bên cạnh, nhìn bọn họ kiểm tra. 10 người này, nghiền đan dược thành bột, mỗi người nuốt một ít, sau đó nhắm mắt cảm nhận. Chưa đến 5 phút, bọn họ đều mở mắt, sau đó lấy một tấm thẻ xanh, chấm điểm trên đó. Rất nhanh sau đó, 10 người đều giơ thẻ trong tay lên, bên trên viết số điểm được chấm, tất cả là 99. Cũng có nghĩa, đan dược này của Ngô Bình đạt được điểm số là 99. Một người nói, Đan Vương, thật ra tôi cũng muốn cho 100 điểm. Nhưng 100 là tối đa, chúng tôi phải trừ lại một ít, nhớ đâu có đan dược tốt hơn, chúng tôi mới có thể cho 100 được. Ngô Bình cười nói, vậy thì cho các anh thêm một viên. Nói rồi, anh ném thiên thánh đan ra. Nhìn thấy thiên thánh đan bất diệt, 10 người suýt nữa đã quỳ xuống, có người còn kích động nói, bất diệt sao? Đan dược cấp bất diệt, đời này là lần đầu tiên tôi được thấy. Ngô Bình, kiểm tra thử xem, có thể cho 100 điểm không? Lần này, 10 người kiểm tra nghiêm túc hơn nhiều, cuối cùng bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cẩn trọng cho điểm. Khi thẻ được giơ lên, toàn bộ điểm đều là 100, chứng minh thiên thánh đan là bất diệt hoàn mỹ. Cuộc kiểm tra kết thúc, Ngô Bình đứng dậy rời khỏi đại điện kiểm tra. Không lâu sau đó, hai viên đan dược của anh, thiên thánh đan và bách luyện thánh đan đã xuất hiện trong phòng triển lãm, bên cạnh còn có tấm bảng, bên trên viết điểm được chấm và công dụng của đan dược. Nơi này đã hơn 100 đan dược được bày biện tham quan, đan dược của Ngô Bình khi mới xuất hiện cũng không thu hút nhiều người, mãi đến khi có người thét lên một tiếng. Trời đất, đan dược 99 điểm, đan dược 100 điểm. Âm thanh của anh ta thu hút những người xung quanh, bọn họ đều nhìn qua, sau đó rất kinh ngạc. Thoáng chốc, xung quanh đan dược của Ngô Bình đã đầy người, người người sát nhau. Đúng thật là đan dược 99 điểm, chậc, thiên hạ cũng có được đan dược thần kỳ như vậy. Không nhìn thấy sao, người luyện chế, là đan vương nhất phẩm, chậc, chẳng trách được 99 điểm. Trong lịch sử triển lãm hình như chưa từng xuất hiện đan dược trên 99 điểm đúng chứ? Quả thực là chưa có. Lần này cuối cùng bổ sung chỗ trống rồi, hơn nữa còn là 99 điểm và điểm tuyệt đối. Nhắc đến đan dược, Ngô Bình vừa quay về cửa hàng đan dược của mình. Chân trước anh vừa vào, chân sau đã có một đám người tiến vào, mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là mua được bách luyện thánh đan và thiên thánh đan. Ngô Bình không nhìn mấy người đó, mà để Trần Nhược Nhàn thống nhất trả lời, anh sẽ tổ chức buổi đấu giá trên hòn đảo giữa hồ vào 3 ngày sau, ai có ý định muốn mua thì có thể đến tham gia. Giữa hồ có một hòn đảo, bên trên có mười mấy cửa hàng, đều được Trần Nhược Nhàn mua lại hết, hiện tại đều là sản nghiệp của Ngô Bình. Sau này, Ngô Bình dùng để luyện chế một vài đan dược cấp thấp đến chung, dù sao thiên thánh đan và bách luyện thánh đan cũng không phải ai cũng dùng được. Anh cũng không thể luyện chế số lượng lớn được. Đúng như dự đoán của Trần Nhược Nhàn, lúc hoàng hôn, người của Vũ Văn Kỳ đã đến. Trong phòng tiếp khách của tiệm thuốc, một người đàn ông để râu hình chữ bát cười ha ha xuất hiện, ông ta chắp tay với Ngô Bình, đan vương tại thượng, tiểu nhân đây có lễ. Ngô Bình, các hạ tìm tôi có chuyện. Râu chữ bát, tiểu nhân là trợ tá của phủ tiên đốc, theo lệnh tiên đốc, mời đan vương đến phủ. Ngô Bình lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi không có thời gian. Dâu chữ bát khẽ cười, cũng không giận dữ, nói tiên đốc cũng là một đan sư, ông ấy rất khâm phục đan vương. Ngô Bình, nếu ông ấy có thời gian, thì có thể đến gặp tôi. Thấy Ngô Bình khí thế lớn như vậy, dâu chữ bát có phần không vui, nhưng ông ta cũng không dám đắc tội Ngô Bình, chỉ có thể nói, nếu đã như vậy, thì tôi sẽ quay về bẩm báo ngay. Đợi dâu chữ bát rời đi, Trần Nhược Nhàn nói, chắc chắn Vũ Văn Kỳ sẽ tự mình đến. Ngô Bình, Nhược Nhàn, tối nay anh sẽ nâng cao thực lực toàn diện cho em, thù này, em tự mình ra tay. Trần Nhược Nhàn, em đã dùng hai viên bách luyện thánh đan, rất có ích. Ngô Bình cười nói, đây chỉ mới là bắt đầu, em muốn thăng cấp, phải đến một nơi. Nói xong, anh vỗ tay một cái. Trần Nhược Nhàn đã tiến vào trong sào huyệt tà ma. Đồng thời, anh đã thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian trong vách ngăn tinh thể,
để nâng cao thực lực Trần Nhược Nhàn trong thời gian ngắn. Không chủ vậy, anh còn truyền thụ con đường tu tiên nhân đạo cho Trần Nhược Nhàn, giúp cô ấy nâng cao thực lực. Con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình, khác với tiên đạo hiện tại. Trước cảnh giới thiên tiên, trên cơ bản không có thay đổi, chỉ là có điều chỉnh một chỗ rất nhỏ. Cảnh giới sau địa tiên, thì có phân cấp khác nhau. Cảnh giới sau địa tiên, cảnh giới lớn thiên tiên, kim tiên không có gì thay đổi, nhưng lại có khác biệt rất lớn trong một điểm nhỏ. Hơn nữa, sau kim tiên, anh lại lập ra thánh tiên, vương tiên cảnh, đế tiên cảnh. Đến đế tiên cảnh, cũng xem như là cao thủ kỷ nguyên rồi, thực lực hùng mạnh. Trên thực tế, đến bây giờ Ngô Bình tu hành trên tiên đạo cũng chỉ đạt đến địa tiên đỉnh cao, bản tôn cũng không mở linh đài, vì vậy anh vẫn chưa phải thiên tiên. Lúc này, anh dựa theo con đường tu tiên nhân đạo tiếp tục tu hành, từ địa tiên cảnh bước vào thiên tiên cảnh. Thiên tiên, lại có ba cảnh giới, lần lượt là hư tiên, thần tiên, chân tiên. Hư tiên cảnh của con đường tu tiên nhân đạo của Ngô Bình có khác biệt rất lớn so với hư tiên cảnh hiện tại. Hư tiên cảnh hiện tại phải mở linh đài, còn nhân đạo mà Ngô Bình sáng lập ra, chỉ cần trong thân thể của bản thân, mở ra một cánh cổng, nối liền với một thế giới này chính là thiên tiên giới. Đương nhiên, thiên tiên giới này, cần phải có người đầu tiên mở ra, mà người này đương nhiên là Ngô Bình. Thiên tiên giới là do tất cả tu sĩ cùng sở hữu. Sau này tu sĩ tu luyện con đường tu tiên nhân đạo sẽ dùng sức mạnh cả đời của bản thân mình để hoàn thiện và làm hùng mạnh thiên tiên giới. Thiên tiên giới sẽ trở thành quê nhà của tất cả tu sĩ, cũng sẽ trở thành chỗ dựa của tất cả tu sĩ. Sau hư tiên cảnh, là thần tiên cảnh. Thần tiên cảnh của Ngô Bình cũng có chỗ khác biệt với thần tiên cảnh hiện tại. Thần tiên hiện tại, đặt nặng tín ngưỡng chi lực, thần tiên khác nhau sẽ thu thập tín ngưỡng khác nhau. Thần tiên mà Ngô Bình sáng lập ra, toàn bộ tín đồ tín ngưỡng đều là thiên ý của thiên tiên giới. Những thần tiên này muốn dùng tín ngưỡng chi lực của thiên tiên giới, nhất định phải chuẩn bị công đức tương ứng. Công đức càng nhiều, sẽ có được sức mạnh càng nhiều, tu vi cũng càng thâm sâu, thực lực cũng mạnh hơn. Công đức này là ý chỉ làm việc có lợi cho tương lai nhân tộc và vận mệnh, đóng góp cho nhân tộc càng nhiều, công đức cũng càng nhiều. Hơn nữa, làm sao mới có thể có được công đức, cũng không phải do Ngô Bình nói là được, mà là do toàn bộ ý chí thiên tiên cùng quyết định. Đương nhiên, bản thân anh đối với kết quả cuối cùng cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng là chân tiên cảnh, chân tiên nơi này cũng tương tự với chân tiên trong thiên tiên, thăng cấp thân thể và thần hồn, khôi phục khí lực của thái cổ chân nhân. Chân tiên có 5 giai đoạn, sau khi tu hành theo thứ tự. Ở giai đoạn thứ 5 sẽ trở thành thái cổ chân nhân trong 10 đời. Đương nhiên sẽ có một vài tiên thuật và thần thông lợi hại. Chân tiên tuy tu luyện không dễ, nhưng rất thích hợp để nhân tộc tu luyện. Chuyện tiếp đó Ngô Bình muốn làm, là tạo ra thiên tiên giới. Trước đó anh đã mở ra động thiên, thánh đường, trước mắt chỉ cần sửa đổi đôi chút thì có thể tạo ra thiên tiên giới. Hơn nữa, thiên tiên giới này chỉ là tầng thứ nhất. Lên trên sẽ có kim tiên giới tầng thứ 2, thánh tiên giới tầng thứ 3. Thiên tiên giới, mở ra. Rầm. Thoáng chốc, anh biến đổi phong thủy, thay trời đổi đất, một thời không duy độ khổng lồ dần dần xuất hiện, chính là nơi đi trốn về của con đường tu tiên nhân đạo, thiên tiên giới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.